Chào các bạn. Lần đầu tiên trong lịch sử, giải vô địch cá nhân Trung Quốc của năm lại phải phân tranh vào năm liền kề. Muộn màng, nhưng do điều kiện bất khả kháng của đại dịch nên giải đấu chọn ra kỷ vương của năm 2020 đã buộc phải tổ chức vào những ngày của đầu năm mới này, năm 2021. Và có lẽ rằng đây cũng là lần đầu tiên thiên hạ sẽ có tới hai kỷ vương trong một năm. Vì đâu đó cuối hoặc giữa năm, người ta lại bận rộn cho mùa giải tiếp theo. Trong số các bôi cúp khác, mặc dù tiền thưởng có thể eo hẹp hơn đôi chút, nhưng giải vô địch cá nhân này có một ý nghĩa hết sức to lớn đối với các kỳ thủ. Được sướng tên bên cạnh những kỳ vương khác là một vinh hạnh mà ai nấy đều khát khao. Nó là tiền đề quan trọng để tô son cho tư cách tham dự những giải đấu khác. Chưa kể là lượng khán giả mộ điệu sẽ cao hơn rất nhiều. Là một ngày hội thực sự với quần hùng ở một quốc gia mà cờ tướng rất phát triển, điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu. Và như mọi năm, giải đấu vẫn chia làm hai bảng Giáp Ất Tổ. Từ ngày 9 tới ngày 11 của tháng 1 năm 2021 này là dành cho Ất Tổ, chọn ra 32 người để bước vào vòng Giáp Tổ. Lúc đó cuộc chiến sẽ tàn khốc và cam go hơn rất nhiều. Do đại dịch nên một số kỳ thủ tiếng tăm tới từ Hà Bắc hoặc Thạch Gia Trang sẽ phải vắng mặt. Danh sách đặc cách sẽ được Tổng cục xem xét sau. Còn sau đây là những tuyệt phẩm hay nhất của bảng Ất Tổ vừa diễn ra. Trận đầu tiên giữa Chu Quân và Trương Bân. Có lẽ trong bảng Ất Tổ, đây là vòng đấu có cách thức công sát đẹp mắt nhất tính tới thời điểm hiện tại. Trong đó Chu được cầm đò, đưa pháo trung lộ để cầu công. Trương Bân lúc này mã 8 tiến 7, Chu nhảy ngựa, thì Trương Bân chủ động trước là binh 3 tiến 1. Chu Quân đã bình xe, Trương theo xe để tạo căn, lập tức Chu đã tiến xe tuần hà. Sau khi Trương Bân bình phong ngựa chỉnh tề, lập tức họ Chu tiến binh 7 để thông đổi, bắt buộc rằng Trương phải theo, lại lấy xe để tiêu diệt, và Trương Bân mở binh 7 để thông sức ngựa ở cánh còn lại. Nhưng cũng vì vậy mà định hướng tiến công của Chu Quân càng dễ dàng hơn. Trung lộ hoàn toàn trống trải, cho nên anh đã khởi binh trung tâm. Sĩ phải dương làm dày trung lộ là lựa chọn duy nhất, không hề còn cách khác. Rồi tiếp tục là một lựa chọn thường thấy của pháo giáp ngựa hay là pháo đầu mã đội, là binh 5 tiến 1. Sau khi Trương lấy binh để tiêu diệt, thì Chu Quân hàng ngũ vô cùng chỉnh tề trước, vừa còn ám phục nhảy ngựa để tiêu diệt trung lộ, mở ra một cuộc tiến công và đánh áp đảo ngay từ đầu. Trương Bân đưa pháo lại hồi về, âm mưu vô cùng lộ liễu, gá vào đường 3 đánh đổi chủ lực, chốc ngựa và tranh tiên. Nhưng Chu Quân vẫn vậy, đưa mã 3 tiến 5. Và rõ ràng việc này cũng hoàn toàn có thể giải quyết ổn thỏa, tại vì rằng nếu như Trương Bân lấy pháo bình 3, hoàn toàn sẽ hoài công. Tại vì Chu chỉ cần xác lập trung pháo trước, tướng xuất thì xe vỗ mặt. Còn nếu như tưởng lên kết hay là mã 7 tiến 5 thì đơn ngựa này cũng phải mất mạng, thua thiệt quá nhiều về quân chủ lực. Có lẽ rằng lựa chọn tốt nhất của họ Trương là phải giã từ cuộc chơi. Bởi vậy ở trước khi có thể thực hiện nước gá pháo này, lựa chọn của Trương Bân là mã 7 đã tiến 5. Có lẽ rằng Trương đang chuẩn bị cho một cuộc đảo hình, chỉ cần đưa pháo còn lại vào trung lộ, trận địa sẽ dư sức để đối ứng ngang ngửa. Nhưng cách thức của Chu Quân chẳng mấy chốc làm bàn cờ trở nên náo nhiệt lạ thường, đưa mã 7 để bàn hà ngay. Trương Bân bình pháo đánh chủ lực, thì cực kỳ bất ngờ họ Chu đã tiêu diệt ngựa ở trung tâm. Trương Bân thấy vậy, đắc chủ lực ngay ở cửa hà, rồi lúc này mã tiêu diệt, tiện đường để có thể đổi ngang, làm tiêu hao bớt đi lực lượng đang còn tiến công, ngày càng có sức hùng hậu của đối phương. Chu Quân bắt buộc phải theo trung pháo, vừa chiếu gấp. Cuộc cờ tiếp diễn rất nhanh, còn chóng vánh hơn cả một cái ngoảnh mặt. Rõ ràng, việc đối phó sức chiếu này, Trương Bân có vài lựa chọn. Nhưng nếu như xuất tướng ra khỏi thành, pháo chỉ cần gá vào chân sĩ, rất khó để đỡ được những âm mưu tiếp theo. Còn nếu như đưa pháo 8 bình 5 như dùng ý từ trước, hoàn toàn sẽ là một lựa chọn thất thiệt. Tại vì mã 7 chỉ cần tiến 8, vừa có thể đe dọa nhảy vào chân sĩ, rồi gá pháo còn lại để tuyệt cục ngay.
Nhưng chưa hết đối phó việc này thì mã 8 lại tiến bày, vừa chiếu vừa bắt trắng một chủ lực. Còn nếu như cách thức giải quyết cho hai âm mưu vừa rồi đưa tướng ra khỏi kinh thành, thì lúc này Chu Quân chỉ cần lấy xe tiến một, âm mưu phía trước là rõ ràng nhưng cực kỳ khó để xoay sở toàn vẹn. Nếu như khắc chế bằng việc lấy xe 8 tiến 3 để chốc đôi, phải mất mạng ngay. Xe này chỉ cần vỗ mặt, bắt buộc rằng pháo phải kê chân, tiếp tục là thí chủ lực ngay. Tại vì cho dù tháo chạy pháo hay là dùng pháo chém chết chủ lực này, thì sát cuộc vẫn cùng tên. Thực ra đòn này hiểm ác ở chỗ là chúng ta có thể thấy được đơn xe ở lộ 1 gần như đã vô dụng. Xuất kích trục 2 thì pháo đã cấm càn, còn Hoành không xuất động một nước là một nước cờ phòng thủ khá mạnh, nhưng lại ngay của tầm ngắm của ngựa ngọa tàu. Còn nếu như dùng xe tiến 2 ra sức bộc lót thì vẫn vậy, xe này vỗ mặt, cho dù là sĩ dương hay pháo theo thì vẫn vậy, pháo này vẫn vào rồi tiếp tục nhảy ngựa như thường. Phân tích như vậy để chúng ta có thể biết được rằng lựa chọn tới đây trong thực chiến cực kỳ ổn thỏa và duy nhất có thể xem xét của Trương Bân là phải dùng tượng 3 tiến 5 mở đường cho chủ lực này có thể xuất kích. Và lập tức Chu Quân vẫn nhảy ngựa để ngọa tàu, bắt buộc rằng Trương Bân phải theo xe. Với trận địa này, gần như Trương Bân đang tỏ ra bức bí rất khó chịu. Tại vì rằng đơn xe lỗ 3 thì khỏi cần bàn, buộc phải án binh bất động. Còn chưa hết, sức pháo đường 8 này cũng vậy, buộc phải di động trên trục ngang để ngăn cản sẵn một nước cờ đỏ có thể phát sinh tức thì. Mã 8 chỉ cần quăng vào chân sĩ rồi tiếp tục tạt pháo để tuyệt cục ngay. Cho nên tới đây, sau khi Chu Quân tiếp tục bình xe để hỗ trợ lực tiến công, thì Trương Bân đã vội vàng xuất tướng ra khỏi thành để hóa giải thế công. Còn dĩ nhiên ở trước, nếu như án binh bất động mà lấy xe 3 tiến 3 chốc đôi, hoàn toàn sẽ hoài công. Tại vì Chu Quân chỉ cần đưa pháo chiếm trung, vừa nhờ chủ lực này tạo căn, tiếp tục là một âm mưu đe sát. Chắc chắn lúc đó Trương Bân cũng chẳng thể nào ăn ngon, ngủ yên. Bởi vậy nước cờ xuất tướng, Trương Bân đang còn mong chờ cho một cục diện sẽ tươi sáng hơn, mở đường giải phóng cho lực kiềm chế trước mắt mà Chu Quân đã thực hiện lệnh phong tỏa. Thấy vậy Chu Quân bèn lấy pháo để chém chết binh biên. Lúc này Trương Bân pháo 8 lại tiến 1. Có lẽ đây là một lựa chọn khẩn thiết vào thời điểm này. Tại vì rằng để hỗ trợ với đơn xe có thể chống chọi ngang ngửa cùng tứ tử đồng biên của Chu Quân, cho nên Trương Bân một là có thể tiến lên kích đấu, bắt buộc rằng Chu Quân phải tức tốc tháo chạy. Và thứ hai, thừa sức có thể đưa pháo chiếm trung, chiếu gấp và mở thông sức xe tiến lên để thông sang cánh phải. Nhưng một lựa chọn rất bất ngờ trong thực chiến của Chu Quân là đưa mã vào góc cùng ngõ hẻm. Và Trương Bân hoàn toàn có cơ hội lấy xe tiến một vây bắt. Nếu như đòn đánh này diễn ra thì sao? Lập tức lúc đó Chu chỉ cần gá pháo sĩ giác, việc tiêu diệt ngựa là không thể. Tại vì lúc này xe sẽ tấn thẳng, mời tướng thượng lầu 2, rồi tiếp tục điệp pháo để tuyệt cục ngay. Cho nên trong hình cờ này Trương Bân phải tìm cách để cố thủ trước. Nếu như rời tượng thì sao? Thực ra mã chỉ cần quay về vị ban đầu, nhưng tình cảnh đã đổi khác. Vừa đánh chủ lực, vừa có thể phục một nước rất ác hiểm, tiền mã hậu pháo để tuyệt cục ngay. Tại vì sao lại gọi nước cờ này là sát cục, trong khi đó lực lượng của Trương Bân vẫn còn khá hùng hậu? Thực ra chỉ cần giả thử, chúng ta sẽ phát hiện ra lúc này Chu Quân chỉ cần nhảy ngựa trước, bắt buộc rằng pháo này phải theo, rồi tiếp tục là đơn pháo còn lại. Nếu như tướng 4 tiến 1 thì khỏi phải bàn, đơn xe này chỉ cần cắm lên 8 nước và kết thúc cuộc chơi. Còn nếu như tượng 3 tiến 5 thì sát cuộc lại càng tinh tế hơn, là một đòn lưỡng chiếu và đen cũng phải buông cờ. Cho nên trong hình cờ này đen buộc phải tháo chạy xe về một vị trí thích hợp. Chưa kể rằng mã nhảy chiếu lại có quyền để bức tử nốt, cho nên phải tháo chạy càng xa càng tốt và nhân tiện tiến lên phía trước để chốc pháo ngay. Chuyện gì tiếp diễn
Đỏ cũng chỉ cần nhảy ngựa, vẫn là một tuyệt cục như thường. Pháo theo thì mọi chuyện vẫn về. Còn nếu như dùng xe đắc tiếp pháo, thì lúc này pháo chỉ cần tiến thẳng lên phía trước. Nếu như tượng quăng lên, mã chỉ cần nhảy chiếu, tướng tấn lầu 2, rồi đơn xe này tiến thẳng và là một tuyệt cục. Cho nên sẽ phải là một lựa chọn khác ổn thỏa hơn. Trong hình cờ này, phải đưa tướng tiến lên tiện đường để vây bắt ngựa, thì mã này lại đạp thẳng về chốt. Và rõ ràng, hình cờ phía trước khá gợi mờ, đen có thể tổ chức được phòng thủ, hoặc là dùng xe tiến 2 để chiếu gấp, nhưng tướng sẽ thượng. Và tiện đường đưa pháo kê chân, vừa chiếu, vừa mở ra tuyệt cục ở cánh còn lại. Nhưng thực ra, đỏ trả đòn, chiếu trả, và đen phải buông cờ trong tức tuổi. Tướng 4 tiến 1 thì đơn xe này vẫn cắm thẳng, cho nên phải tổ chức phòng thủ gấp. Nhưng chúng ta có thể xét thấy kỹ càng, cho dù cách thức của đen xoay sở ra sao cũng không thể nào tránh khỏi bại vong. Tại vì rằng lui xe để cố thủ sức ngựa thì đơn xe này vẫn tiến thẳng như thường. Còn nếu như ở trước lại dùng tượng quăng cánh biên mở đường tướng có thể tháo chạy về vị an toàn, thì mã chỉ cần nhảy chiếu, nếu như tướng tấn thì đơn xe này tiến thẳng, tướng thoái thì vẫn vậy, đơn xe chỉ cần tiến thêm 2 nước nữa. Đoạn phân tích vừa rồi để chúng ta có thể hiểu được, sau khi nước tiến pháo của Trương Bân và nước nhảy ngựa đối ứng của Chu Quân, thì tuyệt đối Trương Bân không thể nào lấy xe tiến 1 để vây bắt ngựa, mà lựa chọn trong thực chiến tới đây là phải thoát thân xe bằng cách cắm thẳng lên phía trước. Còn đương nhiên nếu như xe 3 bình 2, mã chỉ cần nhảy về lộ này chiếu, vừa bức tử luôn rất ngọt ngào. Còn trong hình cờ, Chu Quân pháo tiến thẳng. Có thể thấy là cách điều chuyển của Chu Quân tỏ ra rất linh hoạt, ngày càng phát triển lớn mạnh được thế tiến công được mang tên tứ tử đồng biên của mình. Còn Trương Bân phải chống đỡ rất cực nhọc, nhưng xem ra việc tổ chức để đưa thêm viện binh là hoàn toàn không thể nào khả thi. Tới đây, sau nước cắm pháo thì Chu Quân chỉ cần nhảy ngựa rồi tiếp tục cắm xe, sát cuộc sẽ được hình thành ngay. Cho nên Trương Bân lại phải lật đật lùi xe về cố thủ tiện đường để chốc thẳng vào ngựa. Nếu như mã quang chiếu, tướng chỉ cần thượng lầu 2, lúc đó Chu Quân lại tự mình chuốc lấy vất vả, tại vì rằng đơn ngựa nằm ở chỗ này xem như đã chết. Bởi vậy tới đây, Chu Quân lại hồi ngựa về, đánh tiếp quân chủ lực, mà xem chừng như tình thế đã đổi khác. Bởi vậy Trương Bân chỉ cần lấy xe bình 2, vừa tạo thành cảnh kiềm tòa, kích đấu tiếp tục một quân chủ lực, và thế tấn công này của họ Chu đã bị tiêu tan. Đòn này liệu rằng có thể nào thực hiện? Thực ra Chu Quân chỉ cần nhảy ngựa vào chân sĩ, lập tức Trương Bân cũng phải buông bàn cờ. Tất nhiên không thể nào đoạt trắng chủ lực ở phía trên, sát cục đã rõ ràng, tiền mã hậu pháo ngay. Còn nếu như một lựa chọn bất đắc dĩ khác, phải tháo chạy chủ lực, nhưng cho dù bất kỳ điểm nào, hoặc là bình 3 hoặc là tạt biên, lúc này pháo chỉ cần vỗ mặt, bắt buộc rằng đơn xe này phải theo cống nạp mình, rồi tiếp tục tiến xe để bước từ đoạt trắng đơn xe và tiến thẳng. Bởi vậy pháo 8 phải hồi 2, nhưng là một đòn đánh kinh người khác, đen cũng phải quy hàng, lấy pháo để khuyết sĩ, đơn xe còn lại cũng phải mất mạng. Chưa kể rằng xe 8 chỉ cần tiến 1 mà thôi. Có thể nói là một nước cờ rất kinh hiểm của Chu Quân, tưởng chừng tháo chạy nhân tiện chốc chủ lực, nhưng nếu như xe 3 bình 2, chẳng những nó mà kể cả đồng đảng còn lại cũng phải vong mình tức tươi, và sát cuộc chẳng mấy chốc mà hình thành. Bởi vậy Trương Bân phải tháo chạy, xe tiến 1 để tiện đường cố thủ, và Chu Quân cắm thẳng pháo, mời tướng tấn lầu 2, rồi lại giật ngựa đánh chủ lực ngay. Nếu như xe 3 tiến 2 vừa ém tầm di chuyển, chắc chắn sẽ bại vong, tại vì lúc này xe chỉ cần tiến thẳng, tướng tấn rồi lại quay xe, tướng quay đầu tiếp tục nhảy ngựa, vừa phục tiến xe rồi thoái pháo ngay. Bởi vậy xe này phải theo thì pháo lại giật về trước. Nhìn thấy sát cục mà không thể nào xoay sở, xe 8 vẫn tiến 1.
Cho nên trong hình cờ này, lựa chọn của Trương Bân là dùng xe thoái một, giữ vững được sức chiếu ngay. Và họ Chu tới đây được dịp để thể hiện toàn bộ năng lực công sát rất đáng sợ của mình. Đầu tiên, dùng mã đạp thẳng vào tường. Cực kỳ bất ngờ, đây là một đòn đánh mà Trương Bân chẳng thể nào dự liệu trước. Tại vì rằng địa hình địa lợi được Chu Quân tính toán rất tỉ mỉ và công phu. Nếu như tượng 7 tiến 5, đơn xe này sẽ phải mất mạng. Bởi vậy tìm đường tháo chạy, Trương Bân vỗ pháo để chiếu ngay. Tượng phải quăng lên rồi phải tiếp tục tấn xe để thoát thân. Và Chu Quân dùng pháo để khuyết nốt một đơn tượng còn lại. Đây là một đòn đánh rất cao chiêu. Tại vì rằng nếu như Trương Bân dùng xe đắc ngựa, pháo này chỉ cần giật về, tiện đường vừa chiếu vừa bức tử nốt một đơn xe còn lại. Lúc đó Trương Bân tự khắc phải xin hàng. Cho nên phải tháo chạy là lựa chọn duy nhất. Xe này đã tiến hai. Và tiếp tục lúc này, Chu Quân lại đưa một chiến binh vào miệng hùm. Tại vì rằng nếu như Trương Bân dùng xe đắc ngựa, pháo chỉ cần giật một vừa chiếu bức tử ngược lại, Trương Bân cũng phải tự khắc để xin hàng. Cho nên phải tìm đường để tháo chạy ngay. Việc hình cờ này tái diễn là không thể. Binh 5 tiến 1, pháo chỉ cần quay đầu tường tấn lầu 3. Pháo lại tiếp tục rời 1 vừa chiếu bức tử nốt chủ lực ở đường 8 này. Kết quả vẫn giống nhau. Cho nên ở trước chỉ có thể là thoát thân. Lựa chọn chính thức của Trương Bân là dùng xe 8 tiến thẳng 3 nước. Và Chu Quân tới đây có một lựa chọn đơn giản để kết thúc cuộc chơi. Pháo rời 1, bắt tường tấn, rồi tiếp tục đưa pháo 3 hồi 2, đánh tiếp vào quân chủ lực mà chắc chắn rằng việc vong mạng đã không thể nào ngăn cản. Tại vì chắc chắn không thể nào tiến xe lên phía trên, lúc đó đơn xe này chỉ cần cắm thẳng và sát cuộc. Còn nếu những bức tử ngựa thì vẫn vậy. Xe này tấn, bắt buộc rằng xe 3 phải cảm từ, lại dùng pháo này để tiêu diệt. Biết trước là sát cuộc pháo 7 tiến 1, nhưng cũng không thể nào xoay sở. Tại vì rằng tướng thoái trước vẫn vậy, pháo tiến, tướng quay đầu, rồi lại tiếp tục cắm xe. Một bàn cờ với cách thức phế và sát rất đẹp của Chu Quân. Còn tiếp theo, cũng với một thể loại bố cục này, nhưng là một cuộc chiến rất hấp dẫn giữa thần đồng Vương Gia Thủy của Chiết Giang và Vạn Xuyên của An Huy. Trong đó Vương là người cầm đò, diễn biến những đợt đầu hoàn toàn y hệt. Nhưng kết quả của trận chiến này lại khiến người ta phải đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Vương pháo nhập trung, Vạn mã 8 tiến 7, Vương nhảy ngựa thì Vạn binh 3 tiến 1, Vương bình xe, Vạn theo xe, Vương tiến xe tuần hà, mã còn lại của Vạn quăng lên phía trước. Vương tức tốc tiến binh 7 để thông đổi, chốt nảy theo, xe tiêu diệt, rồi binh 7 đã tiến lên. Vương tấn công dốc trung lộ, sĩ 4 tiến 5, tiếp tục là tiến binh, binh 5 đoạt, mã 8 tiến 7, Vạn pháo 2 lại thoái về, và lúc này Vương mã 3 đã tiến 5. Sau khi tiếp tục Vạn Xuyên mã 7 tiến 5 thì Vương Gia Thủy đưa mã bàn hà để chóc ngay. Tới đây thì vẫn vậy, Vạn Xuyên bình pháo đánh xe, Vương đạp mã thẳng ở giữa trung lộ, Vạn Xuyên tiêu diệt chủ lực ở đầu hà. Rồi lúc này mã đạp lại pháo. Còn đương nhiên nếu như dùng mã chém ngựa đường 3, lúc này Vạn Xuyên chỉ cần lấy pháo 3 bình 5 kích đấu và lực tiến công của Vương sẽ bị suy giảm. Đường cầu của Vạn Xuyên vẫn còn toàn vẹn về quân chủ lực, dễ dàng để liên công hơn. Và tới đây, cục diện mới chính thức thay đổi sau một lựa chọn tiếp theo của Vạn Xuyên. Chẳng phải là đổi ngang ngửa ở trung tâm, mà lựa chọn của Vạn là bổ tượng. Điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể, tại vì trung lộ rõ ràng đã được làm dày thêm bởi một quân binh. Và lựa chọn của Vương là phi ngựa đánh chủ lực ngay, xe phải tiến một, rồi tức tốc ra tay dùng ngựa để tiêu diệt, vừa có thể ám phục, nhảy vào để chiếu gấp. Kết hợp sức pháo này, chắc chắn là Vạn Xuyên sẽ phần nào vất vả, cho nên đã điều xe để trấn giữ ngay. Vương Gia Thủy bèn lập tức tiến pháo phía trước, vừa đánh đuổi chủ lực. Chỉ còn một lựa chọn lúc này là có thể bảo toàn, xe 4 phải tiến lên để vây bắt ngay. Vương đã thủ sẵn nước cờ phòng thủ cho mình là bình xe để giữ chân. Có vẻ như đây đang là một cách thức khai cuộc rất hấp dẫn các kỳ thủ
trong năm 2021 này, nước cờ của đỏ cũng mau lẹ để thể hiện được tiên lĩnh của mình, dùng một xe đổi đi pháo ngựa để xác lập trung pháo kết hợp với đơn mã có thể cầu công. Chưa kể rằng sông ngựa này của Vương Gia Thủy chỉ cần một bước là tiếp cận thành của đối phương, đang gây ra những sự đe dọa nhất định. Và cũng với thể loại này, nhưng ở ván trước, kẻ cầm đỏ rất thành công. Còn ở trong trận chiến khốc liệt này, Vương Gia Thủy là một cậu bé sinh năm 1998, liệu rằng có đủ kinh nghiệm để tiếp tục cuộc chơi? Tới đây thì Vạn Xuyên tích cực điều chỉnh hình trận để mở rộng lãnh thổ. Đầu tiên là xe 8 bình 7 chốc ngựa ngay, mã lại về đầu Hà. Và đây cũng là hình cờ mà Cờ Tướng 5m đã để lên trang fanpage để các bạn có thể thảo luận một chút về nước cờ tiếp theo, gần như có thể hiện hữu tức thời của kẻ cầm đen. Liệu rằng có thể nào lấy pháo 8 tiến 2 để tiếp tục truy bắt cả sông ngựa, làm tiêu hao bớt đi lực lượng tiến công còn khá hùng hậu của họ Vương. Thực ra vẫn còn một chiêu thức rất độc mà Vương còn chờ, chỉ cần lấy pháo 8 bình 7, vừa thấy không nhượng quyền, xe này có thể lao chiếu gấp. Việc pháo chém ngựa là không thể, tại vì rằng xe chỉ cần tiến lên và chắc chắn đen sẽ vong mạng. Nếu như rời xe đường này, chủ lực còn lại đã mất mạng chưa cần bàn, mà nước nhảy ngựa cũng đủ để làm nên một tuyệt cục kinh người. Cho nên ở trước phải xem xét cách thức khác. Nhưng nếu như hồi sĩ thì vẫn vậy, mã chỉ cần nhảy bật, đòn lưỡng chiếu đủ hiểm để có thể kết thúc cuộc chơi. Cho nên trong hình cờ này phải dùng xe đắp pháo trước, đỏ sẽ lao chủ lực để chiếu gấp, bắt buộc rằng tượng 5 phải thoái 3, tiếp tục nhảy ngựa. Chắc chắn muốn đối phó với nước cờ này không thể nào xuất tướng, tại vì mã chỉ cần nhảy trước tiện đường vây bắt xe, rồi lúc này kết hợp sức pháo phía sau, đen rất khó thở. Cho nên phải đưa mã 3 tiến 5 làm giải trung lộ, và đỏ bèn phi ngựa, vừa có thể tạo thành thế chốc đôi. Tượng 7 phải tiến 5 thì vẫn vậy, mã còn lại chỉ cần đạp nốt một đơn tượng, và chắc chắn rằng quân bình cục diện rất rõ ràng, tình cảnh của đỏ vẫn tốt hơn. Vừa rồi là một trong những cạm bẫy kinh người của thể loại bố cục này. Còn Vạn Xuyên chắc chắn đã có những sự nghiên cứu từ trước. Tới đây anh đã chủ động xuất tướng để đe sĩ ngay, sĩ 4 phải tiến 5 rồi tiếp tục lao pháo để quấy rối trận hình. Tượng phải quăng cánh biên rồi mới tức tốc rời pháo đánh đuổi ngựa. Lựa chọn của Vương Gia Thủy, bình pháo để vỗ mặt ngay. Tất nhiên, Vạn không thể nào bình xe, đây là một nước cờ hoàn toàn thất thiệt. Vương chỉ cần nhảy ngựa phía trước, bắt buộc rằng mã này phải bọc lót, rồi giật ngựa về đầu tượng, tiếp tục chiếu ngay. Và tới đây, xoay sở kiểu gì, một trong hai chủ lực, đường 3 và đường 7 của Vạn Xuyên cũng phải vong mạng. Cho nên trong hình cờ, một lựa chọn tất nhiên của Vạn Xuyên, đưa tướng trở về cung. Có vẻ như Vương Gia Thủy đang tự mình chuốc lấy khổ. Cả sông ngựa này e rằng cùng một lúc không thể nào tháo chạy cả hai. Nhưng cách thức giải quyết của anh đã rất cao chiêu. Chỉ cần hồi ngựa về chỗ này, dùng sức pháo đánh chủ lực ngay, xe phải ra tay tiêu diệt, rồi nhanh chân đạp thẳng vào tường. Đây là một lựa chọn rất khôn ngoan. Thí thẳng quân ngựa đầu tiên và đơn ngựa còn lại cũng vậy, tự mình lao vào chỗ chết, nhưng tiện đường có thể tiêu diệt bớt đi nhuệ khí về sức phòng thủ của đối phương. Trước sau gì đơn xe này cũng đã phải mất mạng mà không thể nào bảo toàn. Cho nên để đối ứng nước sát, Vạn Xuyên phải dùng tượng để chém thẳng ngựa, pháo này đắc chủ lực ngay, rồi tiếp tục đã phải rời hình, pháo 8 quay đầu. Còn nếu như không, Vương Gia Thủy chỉ cần tiến xe lên 6 nước, vừa có thể ám phục bình vào chốc ngựa, vừa lúc này chỉ cần dịch sang đường 2, tạo thành một thế kiềm chế, pháo lánh biên và chờ ngày kết án tử. Có thể nói là một loại khai quân rất hấp dẫn, mặc dù với lợi thế tiên thủ, Vương đã bức tử thành công được một tượng của Vạn Xuyên. Nhưng chẳng vì vậy, cuộc cờ này dễ bề để tiên liệu trước sau. Tại vì rằng với nước rời pháo, Vạn Xuyên còn ám phục một nước cờ trả đòn đầy hiệu quả là vỗ pháo chiếm trung để chiếu ngay. Cho nên tức tốc, Vương đã giật pháo về hai nước tiện bề để cấm càn. Nếu như xe theo, pháo lại tiếp tục để quét chốt ngay.
cho nên đã lập tức tiến binh biên để thoát thân. Vương Gia Thủy đưa pháo chiếm trung ngay, tướng của Vạn đã xuất trình. Vương thấy vậy bèn tiến xe để chốc ngựa, xe nảy theo Tào Căn rồi mới tức tốc lui xe về Toàn Hà. Có thể thấy là một lựa chọn rất khôn ngoan. Còn nếu như Thằng Thừng dùng xe 8 tiến lên bốn nước, chắc chắn lúc đó Vạn Xuyên sẽ dư ra được một nước đi. Còn tới đây thì việc giữ mặt đã trở thành quan trọng hơn. Anh bèn tức tốc điều xe và Vương Gia Thủy đưa xe chiếm trung để chốc tượng ngay. Tượng phải tháo chạy rồi lại rời xe chốc ngựa. Và lựa chọn của Vạn Xuyên là thoái thủ vừa mời đấu đổi. Còn nếu như nhanh chân thoát ngựa phía trước, đòn cắm xe chiếu là rõ ràng, rồi tiếp tục đưa pháo để cột cứng chủ lực ngay, rõ ràng là chẳng hề cần thiết. Tới đây thì Vương bèn tiến pháo để tháo chạy, một lựa chọn khôn ngoan để ngăn cản việc đòn thoát thân của ngựa. Ngựa phóng phía trước, đơn xe này cắm và tuyệt cục, cho nên Vạn Xuyên đưa pháo chiếm trung, vừa đe sát ngược, tướng phải xuất, rồi lại rời về Tào Căn. Và tới đây thì họ Vương đã dùng xe tiến 2 chốc pháo trung tâm. Xe này đã bình qua đường 7 chốc pháo, pháo tháo chạy. Vạn Xuyên đầu tiên đưa tướng vào trung lộ, pháo này thoái thủ hai nước, lại vỗ mặt, tướng phải vào, tiếp tục đưa xe 6 bình 5. Và họ Vương pháo 1 lại bình 4 gấp. Pháo của Vạn Xuyên tiến lên phía trước, thì ra đây là nước cờ mà Vạn Xuyên đang còn chờ cho riêng mình. Có vẻ như còn một cách thức duy nhất để có thể phóng ngựa đi vào trận tuyến của đối phương là phải phi thẳng vào giữa trung lộ. Nhưng Vương Gia Thủy mặc dù với tuổi đời non trẻ, nhưng nước bình pháo này tỏ ra vô cùng lão luyện. Nếu như mã 3 tiến 5, chỉ cần xuất tướng mà chẳng còn lo ngại tới việc Vạn Xuyên sẽ bình xe để chiếu gấp. Cho nên có vẻ như Vạn đang bị Vương Gia Thủy bắt bài hoàn toàn. Tới đây thì Vương rời pháo 1, Vạn Xuyên nhận thấy không thể nào thoát thân ngựa bằng việc vừa rồi, cho nên tức tốc đã hồi mã nhập cung trước, vừa tìm đường để di chuyển chủ lực, rồi mới có thể tiện bề để phóng lên thẳng trung lộ, cũng là một hướng đi mang tính chất thử nghiệm nhiều hơn. Vương thấy vậy đã điều pháo, có vẻ như đây là một nước cờ hoàn toàn dựa theo tình cảnh trước mắt, nhưng chắc chắn rằng Vạn Xuyên sẽ không thể nào ăn ngon ngủ yên. Pháo này chỉ cần lao mình chiếu, cục diện rất nguy hiểm. Cho nên đã phải theo xe đường 2 vừa chốc ngay. Vương ngay lập tức đã vỗ mặt, tượng 7 phải tiến 5, rồi tức tốc xuất tướng. Một nước cờ sát cục tiếp theo khá rõ ràng. Minh xe chỉ cần lấy xe 7 bình 4 mà thôi, Vạn Xuyên tự khắc phải buông quân. Cho nên chỉ còn một lựa chọn, mã 4 phải tiến 3, mở đường để tướng có thể tháo chạy. Nhưng cực kỳ bất ngờ, Vương lại dùng pháo 5 bình 2. Và lựa chọn tới đây của Vạn Xuyên là buông bàn cờ để nhận lấy phần thua. Thứ nhất, nước đe dọa tuyệt cục này chẳng hề có một quân lực nào trên đường 8 để ra sức cấm cản. Còn thứ hai, để ngăn cản âm mưu sát cục chỉ có thể xuất tướng, nhưng lúc đó đơn xe này vẫn vỗ mặt, tướng vào thì pháo sẽ lao mình. Còn nếu như sĩ dương, xe đoạt thẳng vẫn là một tuyệt cục trời giáng mà Vạn Xuyên chẳng thể nào ngờ. Có thể thấy đây là một hình thức khai cuộc rất hấp dẫn. Vương Gia Thủy đã cho thấy một cách điều chuyển khá linh hoạt, hoàn toàn làm chủ cục diện kể từ lúc khai quân cho tới khi những gì đang bày biện ở trước mắt. Quả thực là một tuyệt cục rất đáng xem. Vẫn còn rất nhiều trận đấu hay ở trong giải đấu này mà Cờ Tướng Đam Mê sẽ cập nhật để gửi đến các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để tiện bề theo dõi hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.